chúng ta luôn khao khát tìm thấy một ngôi nhà thứ hai để nhân loại có thể xây dựng nền văn minh trên đó, bởi đơn giản điều đó là rất cần thiết nếu chúng ta không muốn có chung kết cục như loài khủng long. Và không chỉ riêng bởi thiên thạch, những mối đe dọa tiềm tàng như dịch bệnh, chiến tranh hay sự phun trào đồng loạt của núi lửa đều có thể quét sạch sự sống trên trái đất. Nhưng chúng ta đã tìm thấy một hành tinh như vậy hay chưa? Vâng, ngay trong chính hệ mặt trời của chúng ta có một vật thể rất giống trái đất. Đó chính là mặt trăng Titan của sao Thổ. Mặt trăng Titan là vệ tinh lớn nhất của sao Thổ. Nó có diện tích còn lớn hơn cả sao Thủy. Vệ tinh này còn chứa đựng rất nhiều điều thú vị hấp dẫn mà các nhà khoa học chưa khám phá ra. Titan hay tên gọi khác Saturn 6 là vệ tinh lớn nhất của sao Thổ, vệ tinh duy nhất được biết có một bầu khí quyển dày đặc. Ngoài trái đất, đây cũng là vệ tinh duy nhất trong hệ mặt trời có bằng chứng rõ ràng về các hồ chứa chất lỏng trên bề mặt. Titan là vệ tinh ở khoảng cách xa thứ 23 của sao Thổ và xa thứ 6 trong nhóm những vệ tinh có kích thước đủ lớn để có hình cầu. Thường được miêu tả như một vệ tinh có những đặc điểm giống hành tinh, Titan có đường kính lớn hơn khoảng 50% so với mặt trăng của chúng ta và có khối lượng lớn hơn 80%. Nó là vệ tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời, sau vệ tinh Ganymede của sao Mộc, và nếu tính theo đường kính, nó còn lớn hơn hành tinh nhỏ nhất là sao Thủy dù khối lượng chỉ bằng một nửa. Titan là vệ tinh được phát hiện đầu tiên của sao Thổ. Nó được khám phá năm 1655 bởi nhà thiên văn học người Hà Lan Christiaan Huygens. Có lẽ Titan là vệ tinh kỳ lạ nhất trong số mọi vệ tinh vì nó trông quen thuộc đến mức kỳ quái. Titan có những đặc điểm bị thời tiết xâm thực giống như trên trái đất, như ao, hồ, đồi núi và hang động, hay những thung lũng sông chia nhánh, những đồng bằng lầy lội và những đụn cát sa mạc. Bầu khí quyển nitơ dày đặc giữ trong nó sương mù, những lớp mờ sương, những lớp bụi mờ và những đám mây mưa. Tuy nhiên, nhìn qua có thể bị đánh lừa, bởi Titan quay xung quanh sao Thổ, cách mặt trời xa gấp 10 lần so với trái đất. Dưới ánh sáng mặt trời yếu ớt như vậy, bề mặt của nó chỉ đạt tới nhiệt độ âm 180 độ C. Bất kỳ chút nước nào trên đó đều bị biến thành băng, nên khó có thể có đủ nước để bào mòn địa hình núi non. Bởi cơn mưa, sông hồ mà Huygens nhìn thấy thật ra là hydrocarbon lỏng. Những ước tính gần đây cho rằng các ao hồ ấy gồm 80% là metan với một ít propan và acetylene. Chúng có thể là nguồn thức ăn cho sự sống trên Titan, theo đề xuất của một số nhà nghiên cứu. Tháng 9 năm 2006, Cassini đã chụp ảnh một đám mây lớn ở độ cao 40 km trên cực bắc Titan. Dù metan được biết là cô đặc lại trong khí quyển Titan, đám mây này dường như lại là ethan bởi kích thước đo được của các phần tử chỉ 1 đến 3 micromet và ethan cũng có thể đóng băng ở những độ cao đó. Tháng 12 năm 2006, Cassini một lần nữa quan sát đám mây và phát hiện ra metan, ethan và các chất hữu cơ khác. Đám mây này có đường kính 2.400 km và vẫn thấy được trong chuyến bay ngang một tháng sau đó. Một giả thuyết cho rằng nó đang mưa trên cực bắc, gió thổi xuống ở các vĩ độ bắc đủ mạnh để hướng các phần tử hữu cơ về phía bề mặt. Chúng là những bằng chứng mạnh nhất cho giả thuyết chu trình Methano-Lazinger từ lâu trước đó trên Titan, tương tự như chu trình thủy học trên trái đất. Liệu sự sống có tồn tại được trên vệ tinh Titan? Hydrogen cyanide xuất hiện trong bầu khí quyển của Titan là chất hữu cơ có khả năng phản ứng với các phân tử khác hoặc với chính nó để tạo thành chuỗi polam dài như polyimide. Polyimide có thể hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời và biến thành một chất xúc tác cần thiết cho sự sống. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy những nước ở dạng băng trên bề mặt Titan. Nếu Titan nằm ở một vị trí lý tưởng không quá xa mặt trời như hiện tại và nước ở dạng lỏng, thì có lẽ trái đất không phải là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời. Chính bởi một số điều kiện môi trường trên mặt trăng Titan rất giống với trái đất trong thời điểm bắt đầu xuất hiện sự sống. Và thật sự, vệ tinh này giống với trái đất hơn bất kỳ thiên thể nào trong hệ mặt trời, bất chấp sự khác biệt lớn về nhiệt độ môi trường. Vệ tinh Titan đã khơi dậy một mối quan tâm lớn đối với giới khoa học vì nó là thiên thể duy nhất ngoài trái đất được biết cho tới nay có các hồ chứa chất lỏng trên bề mặt. Sự tương đồng giữa Titan và trái đất còn ở chỗ nó có các cồn cát được hình thành từ những cơn gió lạnh và địa hình núi phong phú. Các dãy núi tại Titan có thể đã được hình thành từ các địa chấn và các hoạt động kiến tạo khi lớp vỏ của vệ tinh này co rút vào trạng thái đông cứng, khác với lớp vỏ trái đất vẫn đang trong giai đoạn có xê dịch.
Hai công trình mới được công bố cũng chứng minh có hoạt động của các núi lửa lạnh tại Titan. Khác với cơ chế hoạt động bằng magma nóng trên trái đất, các nhà khoa học cho rằng các núi lửa lạnh tại Titan phun trào băng và khí amoniac. Các vật chất hữu cơ có thành phần carbon, vốn đặc biệt quan trọng để sinh vật sống phát triển, đóng một vai trò hàng đầu trên Titan. Chính vì các chất hữu cơ rất quan trọng đối với sự sống, nên giới khoa học cho rằng có thể Titan chứa cả đại dương nước lỏng bên dưới bề mặt đóng băng. Theo các nhà khoa học, chất hữu cơ có thể thấm vào đại dương nước và tạo ra dưỡng chất cần thiết cho sự sống nếu nó tồn tại ở Titan. Trên trái đất, nước rơi xuống từ các đám mây và hòa vào các dòng sông, hồ và chảy ra các đại dương, thì trên vệ tinh Titan, các đám mây tạo ra các loại hydrocarbon như methan và ethan, vốn là các loại khí trên trái đất dưới dạng lỏng, do nhiệt độ quá lạnh của vệ tinh này. Mưa rơi ở khắp Titan, nhưng các khu vực xích đạo khô hơn ở các cực. Các vùng đồng bằng chiếm khoảng 65% diện tích bề mặt Titan và các đụn, gò chiếm 17%, tạo ra những mảng methan đóng băng hoặc những mảng hydrocarbon nằm ở độ cao trung bình và khu vực xích đạo. Các khu vực trung du và miền núi được cho là những phần cứng của nước đóng băng chiếm 14% bề mặt Titan. Bản đồ địa chất này dựa trên các dữ liệu radar, hồng ngoại và các dữ liệu khác do tàu không gian Cassini của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA thu thập. Bản đồ đã được lập ra trước khi NASA dự định phóng tàu vũ trụ Dragonfly để đưa một tàu đổ bộ di động lên nghiên cứu các thành phần hóa học trên Titan và khả năng tồn tại sự sống. Với những điều kiện tuyệt vời, người ta cho rằng mặt trăng này chính là địa chỉ tiềm năng nhất để trở thành mái nhà thứ hai dành cho nhân loại. Titan có thể dự trữ được đủ năng lượng để trở thành một địa điểm tuyệt vời mà con người có thể sinh sống. Sức chứa của nó lên tới 300 triệu người. Trong bản báo cáo được công bố, thì các chuyên gia đã cho biết rất nhiều thông tin về nguồn năng lượng trên Titan như năng lượng hạt nhân, năng lượng hóa học, năng lượng thủy nhiệt, năng lượng gió và cả năng lượng mặt trời. Titan quả thực là một địa điểm tối ưu để loài người di cư trong hệ mặt trời. Nơi đây có một bầu khí quyển chất lượng như trái đất và đủ dày để tạo thành một lá chắn ngăn được bức xạ từ mặt trời. Nếu có di cư thật thì có lẽ việc đầu tiên sau khi đặt chân tới Titan chính là sử dụng các nguyên tố sẵn có ở đây để tạo dựng nên một nhà máy năng lượng nguyên tử. Với trữ lượng khí methan khủng khiếp có trong Titan thì có thể sử dụng chúng như một nguồn năng lượng. Với rất nhiều biển, hồ chứa hydrocarbon dạng lỏng trên bề mặt thì nơi đây hoàn toàn có thể trở thành đập thủy điện. Hơn nữa, ở Titan gió có tốc độ khá lớn, có thể lên tới 20 m/s nếu ở độ cao 40.000 m. Sử dụng các khinh khí cầu hoặc là cối xay gió ở đây là hoàn toàn phù hợp, có thể thu nhập được nguồn điện lên tới hàng trăm megawatt. Năng lượng mặt trời ở Titan chính là điểm mấu chốt đáng chú ý. Mặc dù khoảng cách từ Titan đến mặt trời cao gấp 10 lần so với trái đất, thế nhưng khi các công nghệ mới ra đời, điều này không gây khó khăn gì và theo như các nhà khoa học cho biết, 10% diện tích bề mặt Titan nếu được che bởi các tấm pin mặt trời thì thừa sức cung cấp năng lượng cho cả thuộc địa. Có thể thấy, mặt trăng Titan có rất nhiều nguồn để lấy năng lượng nhằm phục vụ cho các cuộc chinh phục của con người trong tương lai.